Hôm thứ Ba, mùng 9 tháng 4, tỷ phú Hoàng Kiều đã hoàn tất thủ tục mua đất cũng như trả chi phí an táng áo đen Lý Tống tại nhà quan Peak Family Westminster. Ông đã dành hơn 4 giờ đồng hồ để cùng với người nhà của ông Lý Tống và một số nhà hoạt động cộng đồng đã đi khắp nghĩa trang Westminster Memorial Park và bàn bạc để tìm nơi chôn cất ông Lý Tống. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Người Việt, ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California cho hay, hôm nay chúng tôi cùng tỷ phú Hoàng Kiều đi coi đất và đã hoàn tất việc mua đất cũng như là chi phí an táng. Tất cả đều do tỷ phú Hoàng Kiều đài thọ. Ông Cù Thái Hòa, Hội trưởng Hội Ái hữu Không quân San Diego cho hay, ngày viếng Lý Tống sẽ là ngày thứ Bảy 20 tháng 4 và ngày an táng sẽ là ngày Chủ nhật 21 tháng 4 và ông Lý Tống sẽ được chôn tại nghĩa trang Westminster Memorial Park. Cả ông Hòa và ông Phát đều không tiết lộ số tiền mua đất và an táng là bao nhiêu. Trước ngày an táng ông Lý Tống, Chùa Bảo Quang ở Santa Ana sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho ông vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 4. Ông Hòa cũng cho biết thêm, vào ngày an táng, ông Lý Tống xe chở quan tài sẽ đi trên đại lộ Bonsa và đại lộ Trần Hưng Đạo từ đường Beach qua Midway City, qua Westminster đến đường Brookhurst, sẽ quay đầu lại và đi về nghĩa trang ở góc đường Beach và đường Bonsa. Ông Lý Tống qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 tại Bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego vì bệnh xơ phổi, hưởng thọ 73 tuổi. Theo Wikipedia, ông Lý Tống là một phi công Việt Nam Cộng Hòa, có nhiều hoạt động chính trị tại Mỹ và có tư tưởng chống cộng khét tiếng. Nhiều lần ông đã tổ chức đánh cướp máy bay tại Việt Nam, Thái Lan, Cuba và Nam Hàn để rải truyền đơn kêu gọi người dân đứng lên lật đổ các chế độ độc tài, cũng như từng hóa trang một phụ nữ để tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bằng hơi cày.